Đây là bài viết Cái chết của chủ nghĩa tối giản của tác giả Heinous đăng trên Spiral.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ, chúng mình cùng bắt đầu bài viết này nhé. Dù việc để căn hộ của mình lộn xộn, trước giờ vẫn được xem như một hành vi có chút gì đó rẻ rúng của chủ nhân căn hộ. Nó dường như đang trở nên có chút gì đó khá nghệ. Mỗi lần về thăm nhà, tôi và mẹ thường trao đổi nhiều thứ. Bà thường nhắc tôi đá qua phòng ngủ của mình và xem có gì có thể bỏ đi được không. Lần nào cũng thế, tôi ậm ừ, rồi cuối cùng bỏ qua luôn việc đó. Tôi không rõ làm cách nào để có thể ngồi xuống và suy nghĩ xem cái gì nên giữ và cái gì nên bỏ trong ngăn tủ và những thùng cát tông chứa đầy những cuốn nhật ký thời cấp 3 và những chiếc quần rách gối. Mẹ tôi cũng chẳng thể đưa ra bất cứ lời khuyên nào cả. Và rồi chúng tôi đồng ý để mai tính. Và cái mai tính đó sẽ là lần tiếp theo tôi trở lại Atlanta. Lần đầu tiên chúng tôi làm một việc ngớ ngẩn như vậy là khoảng 16 năm trước khi tôi lên đại học. Tôi thường chăm chọc bà về việc chạn bát đĩa trong nhà có bao nhiêu là những hộp súp đóng hộp giảm giá, còn bà thì phản pháo bằng những chiếc CD tôi giấu ở mọi ngóc ngách trong nhà. Bố tôi cũng thường góp phần vào đống hỗn lốn ở nhà với những đồ vật thân thương của ông, sách và giày chạy. Cho đến tận bây giờ, khi ở cách nhau 750 dặm, tôi và mẹ vẫn kể cho nhau những kỷ niệm đó qua điện thoại, hứa hẹn với nhau rằng sớm thôi, chúng tôi sẽ dọn dẹp lại căn hộ, hoặc ít nhất là sắp xếp lại cái tủ đông bừa bộn. Và dù rằng những lời hứa ấy nghe khá ư là lương lẹo, việc hoàn thành những lời hứa nghe cũng ra gì vào này nọ đấy chứ. Ông bà ngoại tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ khi cuộc đại suy thoái ập đến. Khi mẹ lên lớp 3, ông qua đời, để lại bà một tay nuôi lớn mẹ. Vì vậy, việc một gia đình như chúng tôi gắn bó khăng khít cũng phần nào dễ hiểu. Bà ngoại coi gia đình này chẳng khác một bộ lạc là mấy. Bà gọi chúng tôi là Slopiness, một lũ nhếch nhác, nó lái từ Slopiness. Trong khi phiên bản Houdini gốc là một huyền thoại trong việc trốn thoát không để lại dấu vết, chúng tôi là những huyền thoại trong việc để lại dấu vết. Vì dù căn hộ của chúng tôi chưa bao giờ trở thành một thứ gì đó bẩn thỉu, nó cũng chưa từng sạch sẽ. Chúng tôi thường giữ những cuốn tạp chí cũ, Sports Illustrated và Southern Living, lâu hơn một chút. Và tủ quần áo của mỗi người cũng chẳng thiếu gì những bộ quần áo nhỏ, vì cũ đến mức chỉ khi chúng tôi giảm cân hoặc chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn nên giảm cân mới có thể mặc vừa. Khi lớn lên, tôi liên tục chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác để theo đuổi thứ thành công mà mẹ đã chẳng bao giờ với tới. Tôi tự hứa với lòng sẽ hạn chế mua sắm, sẽ chỉ mua những thứ chất lượng và chỉ mua khi đã có đủ tiền, cũng như từ bỏ được thói quen cứng đầu và luôn ôm lấy quá khứ. Thấm thoát hơn một thế kỷ trôi qua và tôi vẫn đang trên con đường thực hiện những sứ mệnh cao cả này. Dù tôi tự cảm thấy mình đã trở nên phần nào ngăn nắp hơn chư vị phụ huynh ở nhà, sự thật rằng ngăn kéo đựng tạp chí cũ của tôi vẫn đang tăng đều, chỉ ra rằng tôi đang tự phụ với sự ngăn nắp tự huyễn. Sau cùng, thói quen bừa bộn của chúng tôi vẫn ở đó, như thể nó đã trở thành một phần di truyền trong mã gen. Vẫn chấp nhận được mà, nhỉ? Giờ đây cũng giống như những người đủ may mắn để kiếm được một công việc tại gia đình trong suốt đợt đại dịch, tôi bỗng dưng có hàng tháng trời rảnh rỗi để sắp xếp lại những thứ tôi đã luôn cố tình trốn tránh. Nhưng thay vì cảm thấy áy náy vì những gì mình đã làm, tôi lại cảm thấy thanh thản hơn cả. Ngay cả khi cơn đại dịch ập đến, thứ cảm giác bấp bênh nó mang lại trở nên quá đỗi thân thương. Bản thân lộn xộn không phải là một thuật ngữ sinh ra trong xã hội người Mỹ. Trong khi các thế hệ nữ hoàng Anh sống giữa một không gian được tô điểm bởi vô số tác phẩm nghệ thuật một cách lộn xộn, người Mỹ lại cho phép sự lộn xộn xuất hiện trong đời sống theo những cách thiếu tinh tế hơn. Susan Strasser, tác giả cuốn Never Done, A History of American Housework, từng viết rằng, trong khi cụ kỵ của chúng ta tích lũy dần dần những thứ họ sở hữu để chúng trở nên có giá trị, chúng ta lại vội bán đi bộ nội thất mà bà chúng ta để lại sau khi mất đi để sắm một bộ mới hơn từ IKEA. Sự chuyển đổi từ tích lũy tài sản sang chủ nghĩa tiêu thụ diễn ra giữa những năm 1880 và 1920, thời kỳ mà theo Strasser đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ trong các mối quan hệ trong một thế giới vật chất. Trước đó, phần lớn của cải đều được sản xuất tại gia hoặc mua lại từ các thương lái, các thợ nghề địa phương hoặc các tiệm tạp hóa.
Ngay khi vừa bước sang thế kỷ 20, với sự bùng nổ của ngành chế tạo và vận tải, nền kinh tế hàng hóa dần được tập trung hóa, tạo tiền đề không thể tốt hơn cho những nhà bán lẻ tay to, định hình chủ nghĩa tiêu thụ mà ta vẫn thường thấy ngày nay. Tuy vậy, chính chúng ta là những kẻ đã tiếp tay cho những nhà bán lẻ này trở nên lớn mạnh như vậy. Dù cho ta đã có đủ những thứ ta cần, ta vẫn luôn muốn mua thêm một số thứ nữa. Trước cả khi chúng ta được tiếp cận thứ công nghệ giao hàng tận tay trong vòng 48 tiếng, chỉ với một nút bấm, đã có sẵn một phát minh của thế kỷ khiến chúng ta trở nên rối bời. Mua hay không mua hay mua, trong cuộc mua sắm, hệ thống cửa hàng second hand, đồ cũ. Strasser gọi chúng là các quỹ từ thiện tự phong, thứ đã hoàn toàn dẹp bỏ mọi cảm giác tội lỗi vì người ta giờ đây có thể mua được cơ số món hời từ đó. Vì nếu việc cho đi những đồ vật không dùng đến là một hành động đầy tính nhân văn, tại sao ta không tự tạo ra những hành động nhân văn tương tự và trang trí cho chúng một chút? Cùng với sự bùng nổ nhu cầu nhà ở, xu hướng tích lũy tài sản từ sau Thế chiến thứ hai đã tạo điều kiện không thể tốt hơn để người ta có một cái cớ phù hợp để năm này qua năm khác thay mới những chiếc tủ đông, máy sấy quần áo, máy rửa bát đĩa chưa kịp cũ trong những căn hộ rộng rãi chờ được làm mới. Tới đầu những năm 70 của thế kỷ trước, những đứa trẻ không còn chịu bất cứ tác động gì từ cuộc đại suy thoái giống như bố mẹ chúng, dần lớn lên và quen với sự xa xỉ của một thời đại mới. Strasser kể rằng cô nhớ như in lần cãi nhau với bạn cùng phòng về việc có nên vứt đi những tấm giấy bạc dùng một lần. Những tấm giấy bạc bố mẹ cô từng giữ lại để dùng hơn một lần. Em thử nghĩ xem những gì chị và bạn chị từng được dạy có giúp bọn chị dùng một cuộn giấy bạc trong suốt 4 năm đại học được không? Cũng chính trong thập kỷ đó, thứ được gọi là sự lộn xộn kiểu Mỹ lần đầu được chỉ mặt đặt tên và dần trở thành thứ bất ổn văn hóa ta thường vẫn thấy ngày nay. Từ đó đến nay, người Mỹ đã và đang trang hoàng những căn hộ ngày càng to của họ và ngày càng nhiều thứ đồ trang trí mà trước đó ông bà của họ khó mà tưởng tượng được, sinh ra từ những công nghệ chế tạo ngày càng rẻ, ngày càng tân tiến và các nền tảng mua sắm trực tuyến ngày càng nở rộ. Một cuộc khảo sát năm 2019 đã chỉ ra rằng cứ mỗi một trong 10 người Mỹ sẽ thuê thêm không gian để đồ. Chúng tôi còn có riêng một loạt chương trình truyền hình để kể về những câu chuyện của những người nhếch nhác có chủ ý và những nỗi đau ẩn giấu sau hành vi này. Trong suốt 30 năm qua, tôi đã chứng kiến cách mẹ bị giằng xé trong việc cân nhắc nên giữ hay nên bỏ mọi thứ. Rồi bà thường quyết định giữ chúng lại vì bà biết rõ hơn ai hết, khó khăn sẽ ập đến trước cả khi ta kịp nhận ra. Bà mua nhiều thứ về nhà, một phần vì việc mua sắm đang dần trở thành một thú tiêu khiển trong nền kinh tế tiêu thụ kiểu Mỹ, một phần vì đó là cách để người Mỹ và cả thế giới thấy rằng chúng tôi vẫn đang trên đỉnh của thành công và nền kinh tế này đang ổn hơn bao giờ hết. Tuy vậy, nhiều giáo sư tâm lý học đã chỉ ra rằng việc giữ lại quá nhiều thứ trong căn hộ của mình giúp lấn át phần nào những nỗi sợ mất mát, kinh tế bấp bênh hay thậm chí cách người khác đánh giá chúng ta, lấn át cả cái thứ cảm giác tội lỗi vì bừa bộn. Dù rằng việc có nhiều tài sản một cách lộn xộn nghe có chút gì đó khá sang, sự lộn xộn này thường xuất hiện trong những gia đình tầng lớp lao động Mỹ, nơi bóng ma của sự đói nghèo luôn hiển hiện. Dường như việc có nhiều thứ trong nhà đã khiến những con người đó trở nên nguôi ngoai phần nào. Sau cùng, dù cho việc những căn hộ lộn xộn đã trở nên quá đỗi thân thương, người Mỹ vẫn không coi đó như một phần tất yếu trong nền văn hóa hàng đầu thế giới của họ. Họ khó mà chấp nhận sự thật rằng thiếu thứ cảm giác này, mọi thứ sẽ khó khăn nhường nào. Rồi cơn bão ập đến, như mọi khi, không báo trước. Sau vài tuần cách ly xã hội do ảnh hưởng của virus corona, tôi nhận được email từ một độc giả. Anh đã dọn dẹp căn hộ của mình theo chỉ dẫn của Marie Kondo, một người dẫn chương trình truyền hình dọn dẹp siêu siêu nổi tiếng. Tuy vậy, anh lại email cho tôi để hỏi xem có bất cứ độc giả nào khác hối hận vì đã dọn dẹp không. Anh đã cực kỳ hài lòng với căn hộ sạch sẽ của mình trước khi tình hình dịch bệnh ở Mỹ chuyển biến xấu. Trong hoàn cảnh đó, cả gia đình đã cuống cuồng đi tìm lại những bộ board game và những bộ đồ mặc nhà họ từng cho đi khi chúng dần chiếm nhiều chỗ trong nhà hơn. Còn họ thì quá bận để xem xét nên giữ lại hay bỏ đi từng thứ một. Dù cho việc giữ căn hộ của chúng ta gọn gàng đem lại nhiều lợi ích, việc này bỗng trở nên vô nghĩa khi ta bị buộc thôi việc, còn nền kinh tế thì quá tải. Trong suốt nhiều thập kỷ,
nền kinh tế đứng đầu thế giới đã luôn khuyến khích chủ nghĩa tiêu thụ toàn dân, trừ những tầng lớp quá nghèo để có thể chi trả. Cuộc vui tưởng chừng như đã chẳng bao giờ đi đến hồi kết, cho đến khi cơn đại dịch đưa nó đến hồi kết. Dù vậy, vẫn có những trường hợp đi ngược lại thứ xu thế lộn xộn này. Điển hình là Kim Kardashian, với một căn hộ trông chẳng khác một cái lăng là mấy khi cô theo chủ nghĩa tối giản, hay cái cách căn hộ trông ký sinh trùng đi ngược lại chủ nghĩa tư bản, được trang trí quá đỗi đơn sơ. Việc theo đuổi sự hoàn hảo trong căn hộ của mỗi chúng ta dường như chỉ dành cho những người chẳng bao giờ phải lo nghĩ về cơm ăn áo mặc trong tương lai. Và chủ nghĩa tiêu thụ đã khiến quá nhiều người tưởng rằng họ nằm trong số đó. Thứ lộn xộn vẫn luôn chờ đợi để lên ngôi, giờ không còn vẻ gì của một thứ thói quen quá ư suy đồi đạo đức. Cả thế giới đang sống trong tương lai mà chúng tôi đã luôn mơ tưởng tới, nơi mà những hộp spaghetti ăn liền và những bộ quần áo cũ trở thành những thứ tốt nhất mà những người ở tầng lớp bình dân có thể trông cậy vào. Tôi đã đấu tranh cho thứ lý tưởng này suốt 30 năm qua, và tôi phải công nhận lý tưởng của mẹ. Đây là thời của sự nhếch nhác. Đây là bài dịch từ một bài viết trên The Atlantic của tác giả Amanda Moe. Bài dịch có thể còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe cho đến cuối của bài viết này. Hy vọng là các bạn thích nội dung của video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiral.com để tìm đọc thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.